hướng dương ngược nắng. Ngoài tuyến nhân vật chính thì còn có cặp bố con Hoàng cũng tạo nên những tình tiết sóng gió thú vị cho bộ phim. Vào vai bố Hoàng là diễn viên gạo cội nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng và Hoàng do diễn viên Việt Anh thủ vai. Không cần xét đến tài năng thì cả hai nam nghệ sĩ đều là những nhân vật đình đám của làng sân khấu truyền hình phía Bắc. Họ quen mặt bởi những đóng góp không biết mệt mỏi cho nghệ thuật. Có một sự nghiệp thành công nhưng hai nghệ sĩ đều có những góc khuất hôn nhân giống hệt nhau. Trải qua hai lần kết hôn, hiện tại, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng lẫn diễn viên Việt Anh đều là những người đàn ông độc thân. Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng từng gây ấn tượng mạnh với khán giả qua những bộ phim như Chủ tịch tỉnh, Khi đàn chim trở về, Bản di chúc bí ẩn, Người phán xử. Cách đây 2 năm, ông cũng khiến khán giả chú ý qua bộ phim truyền hình An Khách Những cô gái trong thành phố. Hiện tại dù đã bước qua tuổi 60 nhưng người nghệ sĩ vẫn là gương mặt đắt sâu với nhiều dự án nghệ thuật. Có thể nói, đạo diễn của làng truyền hình miền Bắc thường nhắm nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng cho những vai diễn vừa ác vừa nham hiểm lại có phần bí ẩn. Đôi khi, ông không lý giải nổi tại sao các đạo diễn lại đo ni đóng giày cho mình những vai như vậy. Nhưng không thể phủ nhận được, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng đã làm tốt vai diễn và gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Sự nghiệp của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng thì không cần phải nói nhiều vì những vai diễn, những giải thưởng của ông đã minh chứng cho tất cả. Ông từng làm giám đốc đoàn kịch ngành công an nhân dân, và sau khi nghỉ hưu ông vẫn theo đuổi đam mê nghệ thuật với vị trí giám đốc trung tâm bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu. Công việc như mong muốn nhưng cuộc sống riêng tư của ông lại gặp nhiều trục trặc. Cuộc hôn nhân đầu của người nghệ sĩ cũng là một giai thoại khiến ông phải suy ngẫm. Cách đây ít năm khi trả lời báo chí về nguyên nhân cưới vợ, ông đã tiết lộ một sự thật chẳng ai ngờ. Kết hôn năm 21 tuổi theo sự sắp đặt của bố mẹ, nhưng cuối cùng 22 năm sau, ông quyết định chia tay. Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng có khoảng 10 năm sống cô đơn trước khi đến với người vợ thứ hai. Ông cho biết, sau khi chia tay người vợ đầu tiên, tôi có khoảng thời gian 10 năm cô đơn và lời nguyền tôn thờ chủ nghĩa độc thân vì cảm thấy cuộc sống một mình thoải mái và nhẹ nhàng hơn nhiều. Con cái cũng đã trưởng thành hết rồi nên tôi xác định sẽ sống một mình. Tuy nhiên, sau 9 năm chung sống với người vợ thứ hai thì năm 2019, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng vẫn đi đến quyết định ly hôn. Xác nhận với Ngôi Sao, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng nói, là người làm nghệ thuật nên tôi rất ngại khi mọi người hỏi chuyện đổ vỡ. Tôi sợ người ta đàm tiếu không hay về giới nghệ sĩ. Sự thật tôi và Bích Vân đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Chúng tôi từng là một cặp đôi hoàn hảo vì đi đâu cũng như hình với bóng nhưng có lẽ cái duyên, cái nợ chỉ kéo dài đến chừng đó thôi. Còn diễn viên Việt Anh nổi tiếng và được khán giả đề cử tham gia giải thưởng nam diễn viên ấn tượng của VTV Awards với vai doanh nhân số má trong phim Sinh Tử. Trước khi được đề cử giải thưởng này, nam diễn viên điển trai đã quá quen thuộc với màn ảnh nhỏ qua các bộ phim đình đám như Chạy Án, Gió Nghịch Mùa, Khi đàn chim trở về, Cả một đời ân oán và Người phán xử, Mê cung. Ở mỗi vai diễn, anh đều làm cho cá tính nhân vật gây ấn tượng trong mắt công chúng. Nhiều người nhận xét Việt Anh có tài lẫn sắc. Một nam diễn viên hội tụ đầy đủ như vậy thì tất nhiên anh sẽ nổi tiếng và được công chúng quan tâm nhiều hơn. Tài hoa, điển trai và nổi tiếng nên đường tình duyên của Việt Anh cũng nhiều phần thử thách. Năm 26 tuổi, Việt Anh cưới vợ và có một cuộc sống khá bình lặng. Vợ đầu của anh có tên là Thùy Linh. Cô làm biên tập viên của một đài truyền hình phía Nam. Năm 2007, tình yêu của Việt Anh, Thùy Linh đơm hoa kết trái với sự ra đời của bé song anh tên ở nhà là Dâu Tây. Thế nhưng cuộc hôn nhân của diễn viên Người phán xử ngắn chẳng tày gang, nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Đến năm 2010, Việt Anh công khai chuyện đường ai nấy đi với Thùy Linh sau nhiều năm chung sống, nhưng tuyệt nhiên không hé lộ nguyên nhân. Hôn nhân đổ vỡ, sự nghiệp đi xuống, nam diễn viên đã quyết định ngược ra bóc với bàn tay trắng. May nhờ có nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Việt Anh đã dần lấy lại được phong độ. Ổn định một thời gian, Việt Anh công khai với hot girl Hương Trần. Trong quá trình yêu đương, cặp đôi có con chung và quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng sau 5 năm bên nhau, cả hai chính thức đường ai nấy đi. Việt Anh quay về cuộc sống độc thân khi trải qua hai đời vợ. We'll be right back.
Thông tin góc khuất hôn nhân ngoài đời giống hệt nhau của bố con nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng và Việt Anh trong Hướng Dương Ngược Nắng xin được khép lại tại đây. Chúc hai bố con sức khỏe, hạnh phúc với những gì mình đã chọn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.